Xin kính chào các thầy cô, ở phần này chúng ta cần vượt một cái đoạn test sang cái đoạn MP3. Sau đó, cái này rất là cần thiết để cho các bạn học sinh khi chúng ta vô lớp học á, thì các bạn nó có thể tự nghe lại ha, và có thể đọc lại với cái việc có cái giọng đọc có sẵn. Thì đầu tiên chúng ta vào cái trang là free.com ha. Rồi xong ra chúng ta gõ một cái từ, ví dụ chẳng hạn như là trong cái phần của chúng ta là có cái từ là face, là liên quan swimming the water. Chúng ta sẽ gõ như vậy, sau chúng ta chọn cái giọng đọc, chúng ta xem cái giọng đọc nào và hay ấy, chúng ta sẽ chọn. Chúng ta có thể có rất nhiều cái giọng đọc này ha, nhiều cái giọng đọc nha, bao gồm cả tiếng Việt nè. Chúng ta sau đó chúng ta convert nha, convert sang cái MP3 và sau đó chúng ta nghe thử. Swim in the water. Rồi chúng ta có thể tải cái file này về. Swim in the water. Rồi chúng ta tải về nè, tải xuống nè ha. Chúng ta nhớ bao giờ cũng phải là đặt tên ha, đặt tên cho cái video đó, cái file đó cho nó dễ dàng. Swim in the water. Sau này dữ liệu cho nó nhiều á. Ok. Rồi sau khi chúng ta ấy xong rồi thì chúng ta sẽ đưa cái file này lên gì, lên Google Drive. Chúng ta đưa lên Google Drive, ví dụ như là ok, chúng ta sẽ đưa vào cái Google Drive nhé. Rồi chúng ta đưa lên Google Drive, chúng ta sẽ chọn này, chúng ta tải lên Google Drive. Đầu đọc nó nằm ở đầu đó. Rồi xin qua là ha, trong cái Google Drive ta. Rồi chúng ta đưa xong ha, Google Slide của chúng ta là chúng ta sẽ chọn Insert nha, chọn Insert nè, chọn Insert. Rồi khi chúng ta chọn như vậy thì nó sẽ hiển thị lên là cái file chúng ta đưa nè. Chúng ta chọn là gì, Swim in the Water, và chọn. Rồi nó đang chèn vào, chúng ta đợi một xíu người ta. Ok, chia sẻ luôn ha. Rồi ta chèn vào. Rồi chúng ta chỉnh lại cái kích cỡ hay kích thước của nó cho nó thấy rõ. Rồi ok. Rồi chúng ta thấy cái swimming water nằm ở đây ha. Chúng ta sẽ thấy nó nhỏ quá thì tôi chỉnh lại ha. Chỉnh lại, tùy chọn lại định dạng ha, chỉnh lại kích cỡ lên 5. Rồi rõ được rồi đó. Chúng ta sẽ kéo cái này vào đây như đây nè, để các bạn có thể là đọc swim in the water. Swim in the water. Rồi tương tự như vậy chúng ta làm các cái report hay những cái slide khác ha. Rồi ví dụ chẳng hạn swing on swing drive coaster ha. Thì đây là cái cách mà tôi video vào cho các bạn học sinh sẽ tự học được. Xin cảm ơn các thầy.